lại con cuối lại thành
Quay vòng tôi. Bây giờ ông bay đó gì?
Ông chồng ngồi xích vô bên lợi nè. Quay mặt ra nhìn chị. Xìa tay ra, hai vợ chồng xìa tay ra. Nghe đừng lên chảnh, bà kêu nghe. Vậy cô với cậu ơi, tôi xin chung gọi lại nơi đây tăng hạnh người thắng nguyện. Tôi nguyện trên cho chồng vợ sang giàu. Chồng với vợ ơi, năm nay tôi cầu nguyện ở nơi này huynh đệ tôi tơ sư mới đến nơi đây. Trước tôi chị em tôi ca xa múa hát với lĩnh bà. Sao tôi cầu nguyện có chồng với vợ được bình an vạn sự. Ở nơi này chồng với vợ ơi, mấy năm trước chồng với vợ cũng một thời có tiền có bạc cái không nam nó tự. Rồi mấy năm trước vợ với chồng có tiền có bạc tính sửa sang các cái nhà trước lại xây tường lên đó. Hai vợ chồng nó không muốn làm nhiều đó, xây mặt trước mặt buồn xây lên ngọt khúc và đóng thiết phải không nam tự đó. Hai vợ chồng tính như vậy thôi nhưng mà chưa được có đạt thành cái nam tự với cái thiện nam chàng liền ơi. Ở nơi đây á, cậu mách tạo cho cái nam tự với cái nữ phật với chàng liền tạo như thế. Người ta nói á, lúc mình nghèo mình khổ á, thì người ta ghét người ta tin. Lúc mình có ăn chút định á, người ta không có chơi với mình với nam tự. Nhưng mà nam tử ơi, gán cầu nguyện đi, gán cầu nguyện. Cũng đi thầy, đi sư nhiều lắm rồi nha nam tử. Hồi lúc xưa, lúc trước á, chồng với vợ cũng một thời cũng ngang tàn dữ lắm. Đó, rồi mốt sau mấy năm nay á, bà dì nữ qua phát bệnh mới biết tin trời, tin thật cái thiện nam tử ơi. Gán nguyện, gán gán, gán cầu mà trời đổ. Rồi độ năm nay cầu xin khỏe sang. Thiện nam tử ơi, hiện tại bây giờ là cái nhà mình có người ta phá nặng lắm đó nghe nam tử. Nhưng mà người ta phá là người ta phá ngay cái nam tử. Nhưng mà sáng á, sáng thì nữ bước ra mở cửa quét nhà. Thì nữ lụm được một miếng giấy, thì nữ mở ra coi. Người thì nữ mang bệnh tới bây giờ luôn đó nghe nam tử. Ở lại nơi đây cầu 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 nguyện. Cầu nguyện nơi đây cho chồng vợ được sang giàu. Chồng với vợ ơi, hồi xưa cuộc tắc này đó là còn mịt mù tâm tối lắm nghe chưa. Rồi vợ với chồng mới về ở mới khai quá ra được sáng suốt như ngày nay đó nghe nam tử. Tuy là cái cuộc tắc này của mình nhưng mà có các vị phước mặt phước mày người ta theo người ta độ lớn dữ lắm đó nam tử ơi. Gán nguyện gán gian gán cầu mà bà độ. Gán nguyện nương bà độ thì đã dương dần. Gán đi kiếm thầy gán cầu nguyện nữa thầy nào tin tưởng. Thiện nam nói nhiều lúc đi thầy đi sư rồi chuyện gì chẳng ra chuyện gì nên đôi lúc thiện nam cũng lãng lòng lắm nghe thiện nam ơi. Vậy xin chúc cho năm này người gian sự câu lại cho chồng vợ sang giàu. Còn gì nữ ơi, thấy gì nữ như vậy đó, cái gì nữ sầu thì nữ khổ tâm lắm nêu gì nữ. Đôi có khi gì nữ muốn đi mất, gì nữ muốn mất đi cho khỏi ở thương trần. Gì nữ nói ở á, mà gì nữ khổ tâm làm nó cho chồng mình khổ cho từng. Gì nữ không có muốn ở dương trần nghe gì nữ. Cô lại chúc cho năm này người giảng sự cho lại nơi để cho nam nữ dương trần. Có đôi lúc đó gì nữ bị quặn nhưng mà cô nói với gì nữ gán cầu nguyện đi. Hoàng thiên thì bắt phụ hảo tâm nhân. Gì nữ chế nam có lòng người cầu hòa nguyện rồi lại nguyện đi sẽ đổ hộ trì. Qua đúng cái lễ tạ trang rồi thiện nam đi kiếm chính thứ gai, chính tét xả, chính thứ bông, chính củ tỏi, chính trái khế chua. Rồi thiện nam nấu cho một nồi nước, mua 2 lít củ đóng một nồi nước tắm xong cho dì nữ. Rồi chuyện hung sẽ quá kiếp, chuyện lành sẽ quá hung nghe dì nữ. Vậy xin chúc cho nơi này rồi nam tử, rồi lại nơi đây con phá cả
nơi hai ba năm vừa qua rồi, công danh sự nghiệp của vợ chồng càng ngày làm thì càng đi xuống theo nam tự, gán cầu nguyện rồi phải gán các tội miễu khổ thần ở đằng trước cho các vị phước mặt phước mày vẫn ở đó nghe không, gán nguyện gán gián ông mà gán hồ ngồi nguyện năm nay cầu sân đã an hòa, trong năm nay là tuổi của vị nữ, năm nay là mắt cái tam tai đắp đầu, gán cầu nguyện gán gián gán với vị nữ được tai qua người nàng coi, bỏ nguyện ơn trên năm mà người che trời ngoài độ này nam cầu sân đã sang giàu, chắp tay lại với vị nữ ở nơi đây cái mâm mạc con nguyện trên ngài quan thánh đế quân, ngài thâu hết cái khổ cái đau cái tai cái nặng cái sầu cái khổ, vì nữ ơi có những đêm vừa qua vì nữ làm chi tao thấy mộng mị tầm bậy trong đó nghe vì nữ, giá nguyện gán gian giá cầu giá nguyện có bỏ cái dâm mà đều xa bên mình, cái dâm này là bên kiếm họ gán cầu gán nguyện, lúc vui thì hớp hở mừng vui, lúc buồn thì thành một mình suy nghĩ hoặc không nghe gì nữ, có nguyện ở trên năm này người giang sự cho vợ nơi đây cho chồng vừa ban nghèo, con chúc năm nay cho chồng với vợ cho phú quý vinh quang công thành danh tội, rồi á gá mà nấu nước cái xong cho gì nữ đi, rồi chuyện hôm qua biết chuyện nữ sẽ quá lành, chốt cầu chồng vợ được bình an, chốt cho chồng vợ bình an muôn đời. Gán cầu cũng gán trái ra đầy trên, còn chị hung sẽ quá thiết chị dự cũng quá lành. Thấy vậy đó với vợ với chồng đã 3 năm nay rồi, mà ngang càng một ngày một buổi xuống thôi mà chứ không có đi lên thử cho Thiện Nam. Làm thì đâu phải không có tiền đâu, Thiện Nam cái gì nữ hồi xưa. Được. Ờ, nhưng mà tôi khuyên một điều thửa cái tước cái trang ông lại đi có đơn thờ trang ông nghe, tại vì ông này là thầy đổ ban một thời gọi dẫn binh dẫn tướng như nhà mình, để chút xíu rồi nó nói với sát phàm để sát thần chỉ cái năng tử cái chàng này nó mô được rồi cầu